Hôm nay rất là vui với mọi người là được dàn siêu mẫu chân dài miên man mời chân ngắn ra uống cà phê. Thì sẵn đây em gặp chị Trang Trần, bình thường là cũng hay gọi là cô Trang Khàng bún đậu mắm tôm. Theo lời những người mà giống như quen đó thì gọi là Trang Khàng, người mẫu thì là Trang Trần, còn cộng đồng mạng thì gọi em là gì ta? Anh Trường. Đúng rồi, chị đang tin đó. Thì hôm nay là nghe Trang Trần với lại Ngọc Quyên chia sẻ về cách nuôi con thì cũng có nhiều cái mà rất là thú vị để cho chúng ta học hỏi. Thì mỗi người có một kinh nghiệm riêng. Trang Trần thì muốn con học tiếng Anh thì cũng rất là tốn kém, 1.000 tháng 1.600 hả? 1.400. Một tháng, một tuần 400. Đúng rồi, tháng là 1.600. Rồi ngoài ra có tính cho bé học gì nữa không? Thực tế là cái quan trọng nhất lúc này là khiến nó phải nghe hiểu được ở trường. Nên việc tập trung đầu tiên của em là để cháu nó nghe được tiếng Anh. Để đi học nó không gặp vấn đề khó khăn trở ngại về việc là cô giáo giảng cái gì, nó hiểu cái gì. Sau đó cháu nó phát triển bình thường, nếu nó muốn học cái gì thì mình cho học cái đấy thôi. Em thấy Mỹ nó được cái là tự do và nó tôn trọng quyền con nít. Và bản chất em cũng là người tôn trọng sở thích con em. Ví dụ con em nó bảo là con muốn làm YouTuber. Thực tế là nó chưa hiểu cái nghề YouTuber là gì. Thì con nít mà con chỉ giờ suốt ngày mà em thấy rằng là YouTuber rất là vất vả. Phải đi khắp muôn nơi, quay chụp về edit. Ôi Leon vô nè. Leon ra mua gì đi Leon. Con, lôi, cái này cô nghe đưa tiền cho con ra mua nè con. Cô nghe còn thiếu 100 đồng đó. Ủa sao cho mình gặp đòi nợ liền vậy? Ủa thiếu 100 đồng tiền gì vậy Leon? Anh Leon, em biết anh 100 đồng tiền gì vậy? Tiền bữa mà mua 4 ly, 5 ly bồ bàm nó dài như tôi vậy. Ôi bồ bàm gì mà 100 đồng luôn đó. Không hả? Tại tiền công đi nữa. Tiền lời thì nó hơi vô cơ. Chị em, anh em mới về nhậu nhạc xong. Con không ra con mua trời chứ chị không. Đồng lẻ không à. Này con quay cô Thúy Nga đếm tiền đi, đừng quay cho Leon. Trời ơi, đang tính lộn đếm này. Cuối cùng cô Thúy Nga cũng có bộ đồ mới đi ra ngoài đường rồi đó. Trời ơi, áo Chanel đàng hoàng nha. Ôi mà, trời ơi, má ơi. Chanel mà của Nhung mua của Nhung thì hiểu ha. Dù anh muốn cái xúc lầm khác không? Dù không, anh được rồi, cái này của tôi. Cái này của tôi. Sao bé nó giống bé kiến quá vậy? Không phải con kiến. Con kiến ngồi kia, ở đây, đến đây, là, con, đây là má con kiến. Má con kiến. Không, má con kiến là đây nè, cái con này nè. Đó, bé này là gì nữa? Oh, they are so cute together. Bữa nay nguyên vàng chân dài đổ lòng mới ngồi đây đi chơi với Leon. Mới vừa đi tức thời luôn á. Tại vì có muốn dũng nhiều bên Phúc Long mời mọi người ạ. Oh, okay, oh, bé em Phúc Long. Con ơi thu hồi tiền lại liền con. Trời ơi. Sao nãy giờ em nói sớm làm gì con chửi. Mày trả chắc mẹ luôn ấy. Thật sự là chẳng lẽ bây giờ mày chửi đi. Chửi cho nó thối tiền lại. Thôi chửi lên sau nó dán cái mặt lớp em ở ngoài cửa không cho em vào sao. Thật sự. Sáng nay phải ủng hộ đồ người Việt Nam với cả là chỉ thích đồ Việt thôi. Thích ăn đồ Việt, bữa giờ đi ăn nhiều chưa? Chỗ nào có đồ Việt em ăn, em có biết đồ Tây đâu chị. À vậy hả? Nhiều người bảo đây như xa hôm qua đi chơi mà em gọi là không có chó có mèo ăn xịt đó. Là không có đồ Việt em mới phải ăn đồ Tây mà em toàn ăn gặp xương rồi. Chị là sợ đồ Tây lắm. Chị đồ Tây ăn miếng cát cho vui thôi chứ còn mà chứ không có thích, sợ lắm. Chị thích ăn đồ Việt rồi. Em là không. Không, cái đồ Tây á là ăn được cái rau salad chứ gì. Salad. Salad với lại. Tới hơi nào tới là có người đãi. Không phải mà. Dễ quá. Tôi nói từ nãy giờ mà. Mà tại vì nói từ nãy giờ tụi bay không để ý thôi chứ thấy không? Anh Leon. Là... Hình như chắc nhỏ đó nó mê Leon quá. Ủa nhỏ đó nó quản lý rồi đó. Quản lý này. Ừ, kiến nó biết ăn đồ Mỹ chưa? Thích chưa? Kiến là cái gì ngọt là nó bu vô mà bà đừng lo. Kiến mà kiến với ruồi cái gì ngọt là bu vô bà khỏi hỏi. Cát thì còn sợ thấy không? Bà Trang Trần qua Mỹ sợ con biết tiếng Anh đào tạo. Con giờ nó nói tiếng Anh không mẹ không hiểu vậy. Trời giờ nó nói tiếng Anh với tụi tôi không? 6 đô. Sao trả anh 160 thôi tôi dạy cho. Con lại mẹ. một giờ 100 đô hả? Không 2 giờ. 2 giờ 100 đô. Nhưng mà nhỏ học tiếp thu lẹ chứ nếu mà cưng trả cho nghe 8 giờ nó còn chưa tiếp được chứ đừng nói chưa 2 giờ. Tiếng Việt nó còn chưa tiếp thu thì được. Thì mời cái người thầy đó qua dạy chị luôn đi. Bỏ đi cưng. Thôi chị với cái bộ não của chị thì thôi. Thôi bỏ đi. Não chị em mình là không thể tiếp nhận được, không còn chỗ để tiếp nhận. Không mà bây giờ chị hỏi này em cho con học tiếng Anh nhưng mà cái giờ em chửi người ta là em có cho nó nghe không, cái lẫn lộn không có vô tiếng Anh đó bà nội. Không, nó học thì em lên dự phòng em ngủ với chị. À, tại vì nhức đầu. Cái giờ nào em chửi thì là em cách biệt nó đang. Không, giờ nó đi học thì em chửi, giờ đến trường thì em ngồi chửi. À, giờ đến trường là em mới dám ngồi chửi. Đúng rồi. Nhưng mà em chửi như vậy chồng có nói gì em không? Chồng cũng đi làm luôn theo giờ con. À, là nên chồng nhà. Không có nghe được giờ em chửi. Có một mình ta cũng đầu tư lắm chứ đâu phải như bà chửi rủa ăn uống nó chung một giờ đó em.
bán buồn luôn, coi phim luôn. Trời ơi, coi một bộ phim 1 tiếng 45 phút mà nó chốt cần cả trăm đơn hàng là em nghĩ đi, nó ngồi trong rạp chiếu phim nó chốt. Đi coi phim đi rồi biết. Nó ngồi trong rạp chiếu phim nó chốt đơn luôn, nó nhức đầu. Phim vô thứ ba đi làm gì? Đâu có. Nói cho vui chứ làm gì đâu ra. Rồi, rồi không vui hả? Bà muốn hỏi một cái không? Thấy không, giàu quá ông chích chốt vào nhà cắt con mẹ cửa. Mà có cái gì đâu mà lấy. Mẹ mới có mấy chục hộp yến chứ bộ. À, tiền là chỉ đầu tư vào cái khác rồi. Bao giờ em có tiền tiền mua nhà triệu đô như chị? Thôi mày đừng có xạo, nghe đầu mày giàu lắm. Ôi giời ơi, vừa mới đi làm thêm 22 đồng một giờ đấy, vừa đi nhặt rác rác dọn dẹp cho quán đó. Nên là chủ tiệm thấy thương quá mới cho mời mình ăn miễn phí đó. Có nhìn có cần anh làm không ta? Giờ anh đi nhặt cái gì cũng được. Thôi anh nhặt hết rồi anh làm gì có cửa. Có mấy con trai đẹp trai lắm. Không, em có nhu cầu đó đó chị. Vừa mới ngoài kia, vừa mới ngoài kia. Đi xem đá banh đó. Vừa ngoài kia xem đá banh đông khách lắm. Trời ơi, em nhặt xác người ta tiếp em chứ ổn nhất này 5 đô 5 đô đi. Em nhặt xác luôn hả? Nhặt xác. Rồi tụi mày đi nhặt xác. Cửa đó. Lúc chị chơi đến, người ta cho mỗi người 5 đồng một đít. Vào đít luôn chứ. Đâu có không? Nhặt đây rồi, để trong để trong ví kìa. Thật đấy hả? Mày đưa mày mày đi đâu mày kiếm tiền hết cho anh vậy? Túi màu đen, mở cái túi màu đen. Cái túi màu đen. Không có mở ra lấy cái túi bên trong thôi. Lấy túi bên trong màu đen. Nó mang cái túi hiệu 3.000 mà đi lượm rác. Không quên từ phê. Nè. Đây này người ta thích em nè chị. Đây này tìm wow. Đi. Mới đây đúng mới khen bé đẹp thôi mà nó cũng giỏi vậy. Sao bánh là chi cherry su lắm con. Em dọn rác đó xong rồi lại. Nè nó mới dọn rác cho Phúc Long đó. Dạ. Vừa nãy chị ra chỗ khách mà xem đá banh đấy xong người ta cho chị này 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng. Vô vô chụp tấm hình mình chắc em đi bé. Bé vô chụp tấm hình mình chắc em đi. Thiệt đó hả? Thiệt mà đồ chị gì. Em ngồi kế bị cha chị Trang chừng ngắn á. Trời ơi, Trang Trần làm việc cái bận thích đi làm việc quý vị. Qua đây siêng năng. Mọi người cứ tưởng là Trang khó khăn nhưng mà thực ra bị bệnh. Đi vô quán cà phê người ta uống chơi thôi mà cũng bày đặt đi lượm rác cuối cùng khách ra. Ví dụ mình chụp hình khi nghe mình có che mấy cái chữ Chanel của nó không ta? Cái này hơi quảng cáo. Rồi nè. Bỏ tiền ra đi. Mấy người bạc. Ta tưởng là giàu lắm luôn á. Để chữ Phúc Long, Phúc Long. Phúc Long đãi cho nước thì lúc này là tàn tiệc rồi. Thì tụi này đang ở Phúc Long Garden Grove và tình cờ gặp được em chắc manager hay sao đó, thấy tụi này dễ thương, vui tính, hỗn hào tặng cho. Ủa cái gì hỗn hào? Dạ, tặng cho. Em thấy nó hơi sai, em thấy dễ thương. Chị, nếu mà anh xin lỗi nha, nếu không hỗn hào thì đâu phải chị Trang Khàn. Đúng không? Trang Khàn nãy giờ không hỗn hào, nó vô lượm rác chủ tiệm thì được tiếp mấy chục đô luôn. Tại sao nên chữ cho dễ? Ủa vậy luôn hả? Chị đẹp nên chị có quyền. Nhiều lúc người ta tưởng bà Trang khó khăn nên phải đi làm lụng, nhưng thực ra bởi bị cái bệnh. Nói chung cũng rất mê tiền. Không phải là chị ai lượm rác cũng không có tiền mà chị Trang lượm có tiền. Là em biết sao không? Sao? Tại vì sợ không cho là chị Trang chỉ chửi. Là đặt phải chị cầm tiền đi, chị bớt chị chửi em lại. Chị cầm tiền giùm em đi, chị em cầm lỡ. Tiền rồi chị đi hộ em, em sẽ đá banh vợ chị bán kết. Chị Trang ơi, chị cho em hỏi là chị cứ chửi người ta suốt ngày như vậy là tại vậy vì sao chị sợ thích hay là tại vì chị bực điều gì? Hay là mà mỗi lần làm như vậy xong là ông chồng có ý kiến gì không? Chồng em không chơi mạng xã hội. Cũng không quan tâm. Cũng không quan tâm. Em và chồng em là hủy follow nhau trên Facebook. Lâu chưa? Từ ngày xưa đến giờ luôn. Là lấy nhau mà không bao giờ quan không. Tâm nhau. Ad Facebook là vẫn là ad. Nhưng mà sẽ ở cái chế độ là hủy theo dõi. Nên là em là em post gì là ông không nhìn thấy. Là cái mẹ em nó không biết luôn. Khi nào mà em tag cái gì vào hắn thì hắn sẽ nhìn thấy. Không, bữa hôm em nói cái câu gì có duyên lắm kìa. Chị hỏi là bây giờ em là em chửi người ta gì rồi chồng em sao với em á? Chồng em có quan tâm? Chồng em quan tâm không? Bữa hôm em nói câu dễ thương hơn nữa. Quên rồi. Không có, chưa có 3-4 ly rượu vào là quên. Chị ơi, em thì em chửi người ta chứ về nhà thì... À đúng, về nhà chồng em chửi em nha các chị. Điều này, các chị không. Không, chồng hiền lắm mà. Bữa hôm ngày xưa chị gặp em từ ở chùa là chị thấy chồng em rất là hiền. Đúng rồi, bà này biết vợ chồng em từ lúc mười mấy năm trước yêu nhau là lúc đó là tôi thấy hai người đã ý nhau tôi biết luôn đó. Trước đó là chị yêu. Thế là chị con này á nhìn thấy ghét bảo ta mày chồng em bảo em là con này nhìn thấy ghét con này nhìn thấy ghét. Xong rồi chị chắc tao ưa mày quá. Lúc đang đi trong đi với thầy á. Xong rồi là việc ai thấy làm hắn thì sẽ điều động cái đội bê gạo, mình sẽ điều động cái đội san gạo. Rồi sao từ đâu mà là hai đứa ghét nhau mà cuối cùng lại dính với nhau mà đẻ được con kiến luôn hay vậy? Cái vấn đề nằm chỗ này. Ai mà ghét ai phải lừa cho bằng chết. À là em phải thịt luôn.
lém thịt nó luôn. Thịt luôn, ngừa mà thịt luôn. Nhất định không cho nó thoát. À, lém thịt thì sao? Mình ghét. Anh đang đi từ thiện mà lém thịt nó sao? Không, lúc mình ra ngoài mình không còn liên quan đến từ thiện nữa. À, lém dù thịt nào đi nhọc, chút cho nó say, thịt. À, là thịt xong mới dính con kiến á. Ừ, thịt. Hay ta, thịt có chứ. Chồng nó hiền dữ lắm. Bọn em là đã có mối quan hệ từ trước khi hắn qua Mỹ luôn. Ừ. Trước khi hắn sang Mỹ chị biết mà đó. Sau đó là bù qua sức lại, bỏ lên bỏ xuống, quay đi dám đi lật lại, lật lại dám đi, dám đi lật lại, cũng như bao cặp đôi bỏ rồi lốc, bỏ rồi lốc, lốc rồi bỏ, bỏ rồi ai, xong cuối cùng quay lại. Đúng, và quyết định đến với nhau. Cái nghiệp không phải quyết định là đến với nhau, mà là cái nghiệp nó vập vào nhau. À, cái nghiệp nó vập vào nhau, nó nợ nhau ấy, nó nợ đấy. Đời nó khổ đấy. Chứ đời em là em không thích mấy bố mà OCD đâu, ở sạch quá mệt mỏi lắm. Vậy là ông ở sạch lắm mà. Bọn em ngủ riêng mà chị. Qua đến đây vẫn không được ngủ chung với chồng. Không chị, em không cho ngủ chung. Sao kỳ vậy? Tại vì cứ chuẩn bị vào vào giường là em lại chửi. Cái không, là nó không, sách ra. Hắn đâu có chửi, hắn như này chị. Chùi hả? Không, chết mẹ, giường. Nó nằm lên giường mà còn cắn ra. Căng cái này. Hắn sẽ căng cái ra giường lại. Đâu, căng cái ra giường vậy luôn hả? Là hắn rất cẩn thận, hắn nằm lên giường là hắn phải là vuông vắn. Ờ à. Chết cha rồi xong nhỡ mai hai vợ chồng có làm chuyện gì rồi nó nhăn, là chẳng lẽ đang làm cái đứng dậy căng lại đó má. Cái vấn đề là hắn và em là hai trường phái khác nhau về quan điểm về sạch sẽ. Chết em thì là một cái người là 10 ngày mới thay ga giường một lần. À, còn đấy là sạch nhất. Còn không còn là hai tuần. Em là hàng ngày hay là 3 đến 5 ngày là thay. Mặc dù ở nhà điều hoa. Ừ. Nhưng vẫn phải thay. Hơi người. À. Mà nói xấu chồng bắt đầu. Ở quá sạch đâu đâu. À vậy là bây giờ qua tới nơi là hai vợ chồng vẫn mỗi người ngủ phòng. Tại vì em buồn quá. Tại vì mọi người biết không, chồng em là có một cái xì tai khác em. Chồng em là thích cô đơn trên sofa, thích nằm xả lai xem tivi, chị hiểu không? À, của người Mỹ là vậy đó. Còn em là thích live stream. Ừ, ngồi đâu cũng live, chỉ có đi tắm là không live thôi. Đúng rồi. Ừ, đi tắm mới đi cầu là không live. Thế là chồng em ấy thấy em rất đầu quá chị. Bởi vì là em phải live cái giờ Việt Nam. À, thì cái giờ Việt Nam là cái giờ bên Mỹ mình đi ngủ rồi. Ừ, em cần bán hàng nên là em sẽ like cái giờ của Mỹ là giờ đêm. Ừ, thì Việt Nam là ban ngày. Ừ, thì chồng em chị không nổi luôn. Chồng em nổi, chồng em mà chị người Mỹ ta trầm tĩnh lắm. À, em ạ, chồng em mà chị đấy, vậy tôi không có dám lấy Mỹ. Em chọn cái phòng nào rồi nó nói tiếng gì. À, rồi em tách biệt cha con anh ra. Ừ, thế là mọi người sẽ thấy em cứ đêm nước, cứ ban ngày Việt Nam mà đêm em buổi mai chị. À, gì đó cha con ở bên kia mà nội bên phòng bên kia. Qua đoàn nó lấy nha. Thì em ở cái phòng bên này nó ăn mà lâu lâu ồn quá em trốn cho toilet em chửi tiếp luôn. Lúc nào muốn chỉ to em trèo vô toilet. Đấy. Là tôi không có coi cái livestream nào của bà ở trên nhưng mà tôi đoán gì. Sau đó, đó là tôi sẽ dùng tôi chặn bởi vì nhà bên Mỹ đâu nó dở. Mỹ cái gì cũng được mà. Cái nhà nó dở nha. Là nó ồn á, nó mỏng, cái tường nó mỏng. Gõ này. Ừ. Nhớ nha, hai chồng đừng có làm cái gì mà có tiếng động rên là nghe hết á. Không chị, em dám bằng dính luôn rồi. Không có dên to đó mà rồi. Thế là cái tường nó ổn, thế là phải mua cái, chứ không cái việc đầu tiên sau sang Mỹ 2 tuần là biết mua gì không? Mua cái cây cách để dạng đưa vào cái cửa. Có nghĩa em bị ổn quá chị không? Ừ, cả là em sang em buồn, đầu tiên sang buồn chứ. Ừ, tại vì làm sao giờ giấc mà em phải sống giờ Việt Nam. Ừ, em cứ ngược xuôi xuôi, em không có ngủ, em làm bên này em làm bên kia. Ừ, em lên Facebook, em lên TikTok, em lên cãi nhau, em lên còn lên chửi với nhau qua lại. Trời ơi, đèn nó sáng trời chị, ra ngoài đi. Ừ, sao em bảo trời chứ, ông sang phòng bên kia đông rồi, ông sang bên kia luôn. Tại vì lúc sang mùa đông rét lắm, em đang làm ấm với lúc chị, thế chồng em tức tốc chị, không nhìn mặt luôn chị, đi luôn, sang phòng bên kia. Ờ, cách biệt nhau bao nhiêu năm mới gặp được nhau mà cuối cùng lại ngủ riêng luôn đó. Thì khi nào cần thì mình sắp lại, khi nào mình cần những cái công việc của mình thì mình sắp vô. Còn xong là xong rồi lại giải tán ra. Sau đó mình sẽ quên nhau đi, mình tạm thời mất trí nhớ đoạn đấy đi, mình làm việc của mình. Đây là lần đầu tiên nghe Trang Trần không có chửi mà Trang Trần kể chuyện hài rất là ổn định. Không phải tự dưng mình chửi. Nhưng mà bây giờ em kể chị đi, là cái khúc nào mà chồng em chửi em mỗi ngày mà em nói là chồng em chửi em dữ lắm chị, là chị này, vì lý do gì? Người ta có một câu, quạ gào kêu là quạ không cắn nhá. Ừ, là em gào dữ lắm mà em không có cắn chồng. Nhưng mà rắn ngốc mồm, rắn cắn chết tươi. Là chồng em đấy. Trông mà im vậy thôi. Nhưng mà không hề hiền nha chị. Chị cứ thấy cái đoạn nào mà live stream, chị phải về chị xem live stream mà vợ chồng ăn cơm ấy, mà chị thấy chồng em cứ ngồi cười tùng tìm, là đoạn ấy chuẩn bị chửi. À, lại chào mọi người nhá. À, thôi mọi người mình đi rửa bát cái cúc máy cái ông Quốc. À, ông Quốc rồi chị.
nói bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng như vậy. Ăn luôn thì gọn gàng lại mà tè lè ra xương sầu. Cái chồng em ở sạch nên là chồng em rất là ghét cái cách của em ăn gặm rồi vứt. Chồng em rất ghét em mút tay, ông ở sạch đâu. Em ăn xương em mút chịu không? Chồng em nhìn ghê, chồng mà chị trông ghê. Em mà ông sở thích của tôi bạn ông nội, ông có nội. Thế là em đã nhận ra là ở chung nó sẽ ra nhiều vấn đề. Nhưng nếu như mình là người biết khắc phục thì mình sẽ vẫn bình an. Chứ em chọn cách gì không? Chọn cách gì? Em chọn cách là em ăn trước khi chồng em về. Em ăn những thứ đó trước khi chồng em về. Đến khi chồng em về ngồi vào bàn ăn là em lại thục nữa, em phải gấp cơm. Anh ăn đi, ba ăn đi. Anh ăn xong chưa? Em dọn nha. Đấy, thục nữ liền luôn cả nhà. Nói chung là gì? Mình biết mình có nhiều nhược điểm thì mình phải tự biết cách làm sao. Nhưng mà thực ra chồng em rất là biết tính em, là bình thường cũng rất nghe được mà em làm những cái kiểu thuộc nữ quân tử, cái gì thuộc nữ yếu điệu đó là chồng em có bị nổi da gà không? Không, chồng em bảo chứ uống thuốc chưa? Em bị ốm à? Cái gì? Là giống như không có bình thường như những ngày xong bình em bảo chứ đó. Bình yên không muốn sóng gió hả ông nội? Bà cứ như mọi ngày đi bà cha. Bà làm tôi thấy ghê không ạ? Nổi da gà đó. Có nghĩa là hôm nào em dịu dàng là ông thi ghê. Cũng nổi ốc á. Đúng không? Xong rồi chị thôi, livestream cứ chửi bới vài câu đi. Cho tôi nghe có tiếng động. Để tôi cho nhà nó có tiếng động. Trông chịu chứ. Cứ chửi vài câu đi. Cho nhà có tiếng người. Đừng im lặng như vậy, kinh lắm. Coi như là chồng đã bị quen rồi đó, bị nhồi sọ. Có nghĩa là vì cũng có nhiều người bảo em chứ. Trang ơi, hai vợ chồng yêu nhau và ở xa ấy, thì đôi khi ấy, nhớ nhung nhau vài câu thì là sẽ chửi bới nghe vài câu thì nó không sao. Nhưng ở cạnh mà em chửi suốt ngày ấy, là chồng nó bỏ đấy. Mà bọn cộng đồng mạng nó rủ em bị chồng bỏ, em sợ quá chị. Em phải thay đổi bản thân. Em phải thay đổi bản thân mình để làm gì? Để mình thích nghi, mình giữ chồng chứ không bị chồng bỏ thật thì chúng nó vỗ tay thì em thắt cổ em chết. Nếu mà em bị chồng bỏ thì em qua Cali mở với chị Thúy Nga vô trong cái hội. Cái hội ống chề. Chồng em rất là thương em và hiểu em. Nên chồng em bảo rằng là trời không chịu đất thì đất chịu trời. Chứ sao, chứ em vậy mà ông chồng em vẫn chịu em là chị nghĩ là phải yêu lắm mới ấy đó. Thực tế bọn em nó đến cái ngưỡng của chữ thương cao hơn chữ yêu rồi chị. Can đảm, chồng có can đảm. Không phải can đảm mà là nó qua. Chứ gặp anh là không có đâu. Nó trượt qua cái khung rồi. Khung là can đảm rồi hả? Giờ ổng là ly luôn rồi đó. Đến cái đoạn là mất cảm luôn rồi. Mất cảm với thành phần testosterone. Mà làm gì là cả mẹ nó luôn đó. Đúng. Nhưng mà chồng em chửi em nặng không? Giống như là em bị trả nghiệp, em chửi thiên hạ nhiều. Không, chồng em cỡ chửi câu nặng nhất em là gì? Bà có thể nói ít lại được không? Chị thôi, vậy em đâu phải chửi, vậy là vậy là nói thôi chứ. Chị ơi, ngày xưa em nghe Thúy Nga chửi em mới biết cái chửi là cái gì. Bao nhiêu giờ lại đó là bà chửi. Có thể nói ít được một chút được không bà chị? Đó, đấy là chửi em nặng rồi. Trời ơi, chị trông vậy thôi. Em là người chửi mạng xã hội rất kinh. Nhưng mà chồng em mà nói một câu nặng là em bị tổn thương đó chị. Là khóc. Em không khóc, em đi uống rượu. Uống rượu luôn. Này em đi gọi bạn bè là em gọi 2-3 cách bia lên mà uống luôn. Nhưng mà cái chửi này của em á là có giống như có nhiều người có cái sở thích là chửi nha. Ví dụ như chị thấy có nhiều người đó, giống như một tuần họ phải kiếm 3-4 người họ chửi gì đó, họ thậm chí lên livestream chửi luôn. Chửi mà giống như đam mê gì đó. Đúng. Thì người ta nói là những cái người mà chửi đó là trong cái tâm hồn người ta có ai đó làm cho người ta bị tổn thương một cách rất là nặng và sâu sắc. Và cái người ta sẽ thù tất cả thế giới này. Và họ nhìn ai cũng là xấu xa, cũng là không bằng họ, không giỏi bằng họ. Và cuối cùng á, mỗi ngày họ sẽ tìm ra một nhân vật nào đó họ ghét bỏ, họ không ưa để họ lên họ chửi. Thì chị không biết là cái dạng của em là dạng em, tại vì cái miệng em là em thích chửi, hay là em chửi ngoan quá, hay là em chửi là thú vui, hay là vì em bức xúc em chửi. Theo em á là em đâu có bức xúc ai. Nó vào chửi em chửi lại cho chị. Trời, em bị câm, em đâu bị câm chị. Ai mà theo dõi em sẽ biết em đang ngồi livestream vui vẻ. Con thần kinh, con này nhìn mặt thấy ghét ơ. Cái đâu mà chửi. Tôi đâu có liên quan công của bà. Công của bà không thích mà công bà ra. Tự dưng vào chửi người ta xong bảo người ta câm, đâu có được. Em sinh ra là biết nói tiếng Việt và nói rất giỏi. Ngôn ngữ vùng miền là thuộc luôn. Em không bao giờ chấp nhận cái cách là người ta tự dưng nhảy sổ vào chửi mình. Mà chửi em một thì em chửi lại gấp 100. Vì cái cách mà bởi vì em mặc định câu này. Với những người mà người ta ghét mình, người ta chửi mình mà mình im, đấy thì nó tưởng mình sợ. Mình chửi lại, chửi tử tế thì nó không thể hiểu được. Cộng đồng mạng là cũng là một cái dạng ảo. Em tranh chấp làm gì những cái lời em đâu tranh chấp chị. Không phải là em cãi vã với họ làm cái gì. Mình em phải chọn ra những nhân tố có tính chất scandal. Không phải ai chửi em cũng chửi lại đâu chị.
có những nhân tố chửi em mà em không có chửi lại, bởi vì em coi cái đối tượng đó là đối tượng tạo rating cho mình. Tại vì mình bán hàng trên mạng mà. Em không biết là chị có chạy quảng cáo Facebook của chị không thì em không biết. Em không chạy chị. Em có cái đội ngũ marketing là từ lượng Artifan. Em sử dụng chính những người Artifan em chạy rating cho em. Không, chạy rating cho em. Ví dụ có rất nhiều người không biết Trang Khàn là ai, thấy nó bị chửi các diễn đàn mỗi ngày, mới sửa con Trang Khàn. Thế mò vào cái fanpage của em, mò vào Facebook của em, thấy con này nói chuyện dễ thương, vui. Clip mà nhảy nhót nằm bút u su uống rượu uống bia vui. Người ta thấy vui, người ta xem và thấy rằng là con này không ở chửi ai vô cớ. Mà chúng nó chửi con này nên nó chửi lại, mà nghe con này chửi nó lại vui. Tự dưng từ việc người ta không biết mình, người ta lại thành thích mình. Rồi người ta mua hàng. Em kiếm tiền từ những người tò mò về mình, tìm hiểu về mình, thương mến mình. Nhưng để giữ được cái việc người ta luôn nhớ đến mình thì phải nhờ một lượng Artifan. Là có nghĩa em phải kiếm tiền chửi hoài để em có lượng Artifan càng ngày càng đông. Đúng rồi, càng được. Chính xác. Ngay vậy. Lạ vậy. Có thể là chị chưa biết cái bài toán thuật toán về cái. Sao tôi biết điều đó luôn trời. Rồi em sẽ training cho chị. Chứ thôi thôi. Bởi vì em không quen, em chửi ngoan ngoắt mình em nghe thôi. Lâu lâu Leon nghe thôi chứ còn cho ai nghe chưa á. Thế là chị phải lên một tầm nữa. Không, chị không có nhu cầu. Chị thì không thích chửi. Nói chung là cái gì không thích thì mình im lặng và mình giống như mình coi giống như là không nghe không thấy không biết vậy đó. Đấy gọi là gì? Chó cứ sủa đoàn người cứ đi. Đấy, chị sẽ nói là không nghe không biết không thấy, em sẽ gọi là chó cứ sủa đoàn người cứ đi. Nhưng mà mỗi người nó sẽ có một cái quan điểm và cách làm. Như cách làm của em là em cần Antifan để cho em bán hàng được. Tại vì đó là lực lượng đó. Bởi vì chị thấy không, ngay cái câu chuyện em sang Mỹ, em đi dọn vệ sinh. À đây giờ muốn hỏi thì em hỏi chị tại nhé. Sao em qua Mỹ em dọn vệ sinh, là cái đó là cái công việc em quay cho vui hay là sự thật em đi làm công việc đó? Thì theo chị, cái người ghét mình thích nhất điều gì ở mình là mình nó thích mình chết thất bại, nó thích mình thất bại, nó thích mình dưới vũng bùn xã hội. Nên là em phải diễn cảnh em đi dọn rác. Em không có diễn mà em tự quay set up một cái cuộc quay clip đó để làm gì? Để cho chúng nó thấy những điều chúng nó muốn. Cái người ghét mình ấy, người ta chỉ mong mình chết thôi. Nên là mình sẽ cho chúng nó thấy là mình khổ thế nào. Đó là cái nó muốn. Chứ còn chị coi ăn uống chiếc, em sang đây là đến bây giờ 8-9 ngày rồi. Ăn uống bét nhè chỗ em chơi thế kia em không có đăng. Em chỉ đăng những cái khổ, những cái cực. Tại vì cái đó là cái nó cần xem. Là bởi vì em qua là em quay mấy cái đi lượm rác mà em có một cái điều mà em chưa làm được em tức quá. Là điều gì? Em muốn đi đến cái chỗ phố homeless để em ngồi mà em tức quá, chưa ai chở em đi. Muốn không ta chở đi này, chỗ homeless chị quen nhiều lắm. Chị cho em rồi. Có quen ai cho em vào cái nhà cái để em ngồi. Để cho, bởi vì chịu sao? Cái người mà người ta ghét mình, người ta rất muốn xem mình thất bại. À, coi như những ảnh này anh thất bại là view cao. Đúng, chính xác. View càng cao. Cho nên cái việc mà em bên trong em như thế nào chỉ có một mình em biết. Chính xác. Bởi vì sao? Bên trong mình sao mình biết? Mình sướng khổ sao mình hay? Mình nghèo khổ thật hay không là mình tự chịu. Bởi vì mình đâu có xin vay ai, mình cũng không cho ai. Nhưng mà chị không, với những cái việc ví dụ như nó có sẽ có hai mặt của một vấn đề. Vấn đề em đi làm lao công, hay em đi dọn tiệm nail, hay em đi móc bọc, hay đi cắt cỏ. Tất cả những thứ em quay chỉ để muốn sẽ có hai trường phái. Một là thỏa niềm mong ước của những người ghét mình. Họ sẽ cảm thấy là con này chết đến nơi rồi, sắp sửa ra đường ở homeless rồi, sắp sửa đi xin ăn rồi, mừng quá. Nghiệp quật. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai, em muốn public những việc em làm ở Mỹ. Thêm như vậy để làm gì? Để những người sau này đang có ý định sang Mỹ định cư, và các bạn cũng giống tôi, không biết tiếng Anh, không bằng cấp, không biết làm gì, thì đừng ngại ngần. Chúng ta cứ đi làm những công việc đấy. Vì ở Mỹ người ta không ai coi thường ai cái công việc. Ai cũng phải làm việc, ai kiếm tiền. Giống như hôm qua em đi Disneyland. Em thấy những cái người ấy, mà những mà cái người mà dọn vệ sinh ấy chị. Những cái người mà dọn rác đi, chị đang nói chuyện. Những cái người dọn rác ấy, thì em thấy có những người make up làm bộ nail dài hơn em chị, mặc đồ make up rồi đánh móng tay leo. Họ vẫn dọn rác chị. Mình bảo ồ may gắt, họ còn xóa tóc phồng luôn chị. Có nghĩa gì? Ở Mỹ bạn làm gì cũng được, bạn thích là được. Hạnh phúc là được. Hạnh phúc là được. Đó. Đó được rồi. Nói chung là phỏng vấn kiểu vlog á, nên là hay có những cái sự gián đoạn chúng ta phải chấp nhận. Trai đẹp đến chụp hình là phải ngưng liền.
được chưa? Rồi, thank you em. Đó, nên là tự dưng mình thấy rằng là à, bên này người ta đi làm dọn vệ sinh, người ta make up làm đẹp lắm chị. Đúng rồi. Thế em hỏi chị nhé, nếu ở Việt Nam mình mà như vậy, người ta sẽ chửi cái người dọn rác đi, mày làm dọn rác mà đúng cho cố vô, đúng không chị? Ở bên này họ tự do, thì cũng muốn để truyền tải năng lượng là gì? Ai ở Việt Nam đang làm công việc gì, có thể bạn có thu nhập tốt nhưng bạn sang đến Mỹ, bạn cứ thoải mái bạn làm để làm gì? Làm để trải nghiệm, để gì? Nếu như bạn dọn vệ sinh có này, bạn sẽ thấy được gì? Cái phong cách khách hàng người ta đến đây, người ta có xả rác không? Người ta có mà vứt tùm lum cho bạn này không? Ở bên này người ta sẽ như thế nào? Rồi bạn ra đường bạn sẽ, nếu như bạn đi làm phục vụ hay bạn đi làm trên này kia, bạn sẽ nhìn thấy được cái văn hóa có nhầm mỗi một ngày ta. Ok em đi. Chiều sáng đi coi phim hả? Không, giờ thấy làm. Ok. Đó, có gì thì sẽ chat cho bé nha. Thank you. Mỗi một ngày, một công việc mình trải nghiệm, nó sẽ cho mình một kinh nghiệm. Mình hãy cứ làm những việc mình thích. Như em thích đi cắt cỏ. Để em xem rằng là để cắt được một cái bãi cỏ với diện tích đó 40 đồng thì cái người cắt cỏ mới phải đầu tư gì? Một cái máy cắt tầm 4.900 đến 5.000 mấy đô, một cái máy xoẹt tầm 1.000 mấy, rồi một cái máy thổi 2.000 mấy. Có nghĩa là mình muốn biết là mình tính cái vốn đầu tư cho việc đi cắt cỏ thì họ sẽ kiếm bao nhiêu tiền, chỉ là cần biết thôi. Nhưng mà cuối cùng là cái công việc cắt cỏ của em là đi làm là bởi vì em có thu lại hồi vốn cái tiền máy móc chưa? Không chị, lỗ luôn. Không, em phải trả cho chủ nhà 2 két bia để em được quay clip đó chị. Em đầu tư chứ bộ. Em rất đầu tư nha. Còn đâu à, đi ra tiệm người ta để quay chụp vậy đó là cũng phải đầu tư 20-40 đồng để người ta mới cho quay chụp đấy. Đúng nghi là bà cũng diễn kịch thôi chứ bà. Chứ nếu như mà mình không đầu tư thì làm sao người ta cho mình quay chụp? Đúng không chị? Có nghĩa cái gì mà đầu tư? Còn cái công việc mà em bán hàng mà các cô đồ gì đồ ăn đồ là thật. Đúng, cái đấy là công việc kinh doanh thật của em. Thì thấy có nhiều khách hàng hỏi chị do chị muốn mua mấy cái đồ ăn của Trang hàng cái gì Trang Trần đó, giờ em có số điện thoại không, xem chị liên lạc không được. Thì Thúy Nga cũng có cho số, nói đi ủng hộ bạn đó thì nhắn cái tin cái số điện thoại hoặc gọi nè. Có nghĩa là tất cả những cái gì mà em đang làm cho cộng đồng mạng coi là những cái gì em muốn cho vui. Còn cái buôn bán thì là đúng, em vẫn online thì em vẫn bán. Nhưng mà qua đây bán được không? Bán được lắm chị. Tươi lắm phải không? Trời, khách người ta thương em lắm chị. Dậy hả? Em không ngờ luôn. Mua nhiều phải không? Mua nhiều, cộng hàng muốn chết luôn. Mà cái vấn đề ở đây này là sao bên này này có nhiều người nói em rằng là mẹ có tiền sao không thuê người làm. Tại sao em lại phải thuê người làm khi em tự làm được? Cũng nếu mà nhiều thì thuê, như chị giờ cũng phải thuê. Tại vì chị bán được gấp 100.000 lần em. Không, cũng ít thôi, nhưng mà cũng phải thuê người cái phụ, nhưng không có nhiều đâu. Thuê 1-2 người chính thôi. Thực tế là thực tế chị yêu bây giờ tiếng Anh em giỏi quá đó chị, giỏi quá. Nên là em tìm người thuê chắc cũng nhanh quá. Thứ nhất là ở Cali, chị tìm người Việt rất dễ. Nhưng ở tiểu bang của em, đến việc chị gặp người Việt nó còn đã là rất khó. Bên trên là Mỹ trắng thuần chủng ấy, gọi là Mỹ trắng gốc ấy. Họ ở đấy không, chị ra đường chị gặp Mỹ không à. Chị không gặp người Việt, chị muốn gặp người Việt chị có đi nhà thờ hoặc đi chùa. Mà cũng ít người lắm. Chùa nhỏ xíu à. Ngày Tết đến có 20 người à. Ít người Việt chị không? Đến nhà thờ cũng có khoảng 100-200 người là cả một cái thành phố của em. Thì việc mình tìm người phụ trợ mình nó là không thể. Nên em sẽ chọn cách là em tiết chế bằng nhưng cách. Nhưng mà ông chồng có phụ em không? Chồng chỉ phụ bê thôi chứ ông ấy không biết online. Ông không biết gì luôn đấy. Có thì chồng em không biết online về mấy cái chút đơn chút ít không biết làm. Còn mẹ chồng thì có ủng hộ việc em làm không? Mẹ chồng em ủng hộ. Mẹ chồng em bảo em có bài này. Phụ không? Có phụ không? Có chứ. Mẹ chồng em phụ em, ví dụ như hàng về bà sắp xếp giùm và trông con kiến giùm em. Thì bà có nói những việc em làm như nào? Không, mẹ chồng em bảo rằng là con trai là con mẹ nhưng mẹ vẫn khuyên con. Con cứ làm những điều con muốn. Con phải có sự nghiệp riêng của con. Biết đừng làm một lần. Con cứ phải tự lập của mình, con phải làm, con có job công việc của con thu nhập, con có income, rồi con có tạo được cái career của con để con làm việc. Nhưng mà mỗi lần bà thấy em chửi, bà có bị nghe không? Không, bà bảo là để bà chửi phụ cho. Đứa nào chửi con để mẹ chửi phụ. Thôi bà cũng dữ dàng gì. Không, tại vì mẹ chồng em biết em rất nhiều năm ở với em ở Việt Nam mấy năm trời rồi mới đi Mỹ. Nên mẹ chồng em biết rằng là em không được tự dưng chửi ai chị. Không thể nào mà em chấp nhận chuyện mà mình ngồi yên, mình không làm gì nó chửi mình mà mình câm cả. Em có thể người khác sẽ chọn cách là block, bỏ qua, next. Còn em chọn cách chửi chết mẹ luôn. Tại sao em phải nhịn? Nói chung là em mỗi một người sẽ có đó. Không phải là hơn thua, mà là mày cho mày cái quyền xỉ nhục người khác. Nhưng mày chỉ có comment thế này, mày bấm comment thì là chỉ có mình tao đọc. Nhưng khi tao chửi mày, tao gọi tên con mẹ mày lên thì cả xã hội phải nghe thì mày bị chửi. Em no care, em không quan tâm người ta nghĩ gì về mình, em chỉ muốn em vui là được.
em không chấp nhận chuyện em phải nhịn một ai đó. Ông không đúng, người ta vẫn nói là một sự nhịn chín sự lành đó. Không, đấy là ngày xưa, một điều nhịn chín điều lành, còn bây giờ một điều nhịn là chín điều nhục và 1000 con chó nó ngồi lên đầu mình không được. Em không chấp nhận chuyện đó. Đúng rồi, có một suy nghĩ. Có rất nhiều người chọn cách là ôm những cục tức vào trong lòng, tự đem sự trầm cảm vào cho mình, đấy là ngu. Chị đừng làm điều đó, chị phải yêu thương bản thân mình. Em không cho phép người khác xúc phạm mình. Đứa nào gặp mặt em mà dám chuyển đánh vỡ mặt luôn. Trời, em không kê. Ê Mỹ đừng có đánh nha, đánh là bị đi tù đó. Em nói chị nghe cái vấn đề này, mình phải rõ ràng, mình không dây nó và nó dây mình. Nhưng mà ở Mỹ là không được. Chị ơi, ở Mỹ chỉ dùng lời nói với nhau thôi. Nếu ở Mỹ thì em lại khác, nó chửi em một câu thì em chửi cả họ nó luôn. Nó đang chửi lại mình. Còn chị yên tâm, đánh em là không đánh được rồi. Em đai đen karate, em đâu phải người thường. Đai đen karate luôn hả? Em đâu có dễ đánh chị. Cái vấn đề ở đây này, ở Mỹ cũng không ai rảnh để ra cầm điện thoại quay quay chụp chụp dí mặt người ta. Không có chuyện đấy chị. Ở Mỹ người ta bận đi làm, về tối người ta ăn cơm với gia đình. Cuối tuần người ta weekend với những gia đình với nhau. Người ta đâu có rảnh. Với cả là bên Mỹ nó không nhiều người Việt để chúng ta phải va chạm nhau. Còn em nói thật, ở Việt Nam em đi cả cái đất nước Việt Nam em đi ăn chơi khắp muôn nơi. Em chưa thấy đứa nào dám đủ bản lĩnh đứng trước mặt em luôn mà dám chửi em một câu luôn. Em hứa luôn săn bằng tất cả. Em chửi có ai dám làm gì em, có sợ thì em nói cái bọn nó là cào phím, nó chỉ cào trên bàn phím thôi. Gặp em ở ngoài đi thấy cái cảnh lên. Em nói thật cho em không dây với ai, đừng ai dây với em. Nhưng mà chị thấy quán của em ở Việt Nam là bạn bè tới chơi đông lắm mà. Chỉ có những người người ta hiểu mình á. Thực tế chị biết không, dân số quá đông. Chị chỉ cần 1/100 trên 1 lượng dân số ủng hộ chị là chị đủ ăn rồi. Nhưng mà em đi Mỹ như vậy là quán xá là em ruột em, ba đứa em ruột của em trông nó bình thường. Công việc kinh doanh online của em ở Việt Nam vẫn bán bình thường. Rồi hay dữ gì đó hả? Bình thường. Vì là quá vì em qua đây là em có thu nhập bên kia mà ổn định quá rồi, em đâu còn phải mưu sinh ở đây nữa. Qua đây lại còn không tiêu đến tiền luôn đi chị. Tại vì tiêu tiền bên này rất rẻ. Rẻ là gì chứ không? Vì là không có nhiều điều kiện để đi chơi. Ở bên tiểu bang em chị không có nhiều điều kiện để chơi. Nên dồn hết tiền cho con kiến đi học thôi đó. Dành thời gian để chăm con. Thích kê cho con, lắng nghe con. Rồi cuối tuần, thứ bảy chủ nhật đưa con đi chơi. Con muốn đi khu vui chơi hay đi bơi hay đi park hay là đi chỗ này chỗ kia là đưa con đi chơi. Còn ở Việt Nam ấy là mình có giúp việc, mình có em gái, mình có dì, có mẹ trông con cho mình. Mình chỉ được đi nhậu thôi. Mà em nhậu mỗi ngày luôn. Cho nên là cái việc tự dưng sang Mỹ em không có cái thời gian và địa điểm để tiêu tiền nhậu. Tự dưng em cất được khoản đó. Công việc kinh doanh của em ở Việt Nam vẫn chạy như vậy. Sao em sang đây lại buôn bán nữa, thế là em lại có thêm tiền chị. Em có thêm tiền làm việc tại Mỹ. Em lại không tiêu hết số tiền mà đáng lẽ ra một tháng em được tiêu ở Việt Nam. Thế tự dưng em lại cất tiền. Lại dư tiền ra. Lại dư tiền ra. Nên qua đây ăn chơi bữa giờ là tung hoành luôn. Cũng có ăn gì đâu, ăn toàn đồ Việt Nam mà. Mà bên này đồ Việt Nam nó rẻ đúng không chị? Ủa sao đi chơi vậy, chồng đi theo vậy? Tại vì chồng em không thể nào đi 30 ngày em được chị. Em đi chơi 30 ngày luôn chị. Ồ em đi luôn tháng. Ờ con Kiến nó đang nghỉ hè mà. Kiến nó đang nghỉ hè là em đi chơi luôn một tháng chị. Hôm nay là có một cái cuộc nói chuyện với Trang Trần, gọi là Trang Khang, cũng là gọi là Thánh Chửi. Thì là thấy là đây là các con người học của Trang ấy. Trang thì nó có nhiều hình ảnh lắm, một ngày sẽ thấy nhiều khung hình của cô gái này. Tại vì tụi Nga cũng trong nghề cũng hiểu, có những cái khung giờ rất là giận dữ, có những khung giờ rất là bụi đời, có những khung giờ rất là thật và những khung giờ cũng rất là dễ thương. Chứ ngoài ra những cái giờ chửi ra thì bà cũng bà rất là vui, rất là hài hước nữa. Nhưng mà bây giờ cho chị hỏi câu nè, mình qua Mỹ á, người ta nói là mình ở Mỹ càng lâu càng đầm. Em có bao giờ em nghĩ một thời gian ở Mỹ sẽ thay đổi người em và không bao giờ em chửi ai nữa và em đầm thắm ngây thơ? Nói chung là để mà em không chửi thì chắc là em không chơi mạng xã hội thôi chị. Ủa cứ phải chơi mạng là phải chửi nó mới đúng mình hả? Không phải chơi mạng xã hội mà cái lượng mà bọn ngu nó đông quá chị. Không chị, cái bọn ngu nó cứ thích đi gây sự người khác. Nó cứ cho chúng một cái quyền chửi người khác mà người ta phải câm. Chúng nó rất hay comment câu này, con này nghệ sĩ mà nó lên mạng nó chửi thề, thế là nghệ sĩ là phải câm mồm, phải im lặng, phải dán mồm lại để cho người khác chửi mình hay sao? Không, em không đồng ý cái chuyện rằng là mình làm một nghề gì. 6:40 mới chiếu hả? Em không đồng ý chuyện là mình làm nghệ thuật hay mình làm một công việc gì là mình không được chửi. Chúng ta phải công bằng. Tôi làm nghề gì thì của tôi. Tôi không chửi bố mẹ bạn là một, tôi không chửi bạn là hai, mắc mớ gì bạn vào chửi tôi. Bạn luôn cho bạn cái quyền là vì mày chửi nên tao thấy ghét. Mày ghét kệ mẹ mày chứ.
mày ghét tao là việc của mày, còn tao chắc tao ưa mày. Mày có thể chửi tao ở trang Facebook cá nhân của mày. Em không bao giờ rảnh đi vào trang Facebook cá nhân của ai chửi em, đi vào chửi nhau, vì đấy là nhà của mày. Mày không thích tao và đấy là quan điểm của mày. Mày được quyền chửi thoải mái, nhưng mày dám bước chân vào trang cá nhân của tao chửi tao thì mày phải chấp nhận nghe bố mày chửi lại. Thế thôi. Em đâu có rảnh để đi mò mấy cái con vô danh tiểu tốt đâu chị, mấy con vong hồn các tàn, mấy con vong âm. No. Em, việc của em nói chị nghe này. Em livestream xong cúp máy. Sau đó là nhân viên tự nhặt đơn, tự làm việc, tự tiền bạc, tự tính tiền. Đến đúng giờ 10 giờ tối ở Việt Nam, bong, kiểm tra tiền mày bao nhiêu. 3 giờ chiều Việt Nam, bong, kiểm tra. Đấy, khách mà khách mua khâu này không nghe. Lúc mày đang livestream. Đấy, đấy, chị đang nói chuyện em rồi, quá trời phát gọi đấy. Có nghĩa gì? Em sẽ có kế hoạch của em. Việc của em chơi mạng xã hội chỉ để làm gì? Thứ nhất, tạo content, rating. Cái thứ hai, tạo những cái status bán hàng, những video bán hàng. Còn việc còn lại nhặt tiền và kiếm tiền là của nhân viên. Em chỉ có điều hành một hệ thống bán hàng của em, nhân viên và em gái em chỉ cần biết tiền. Còn cúp mạng xã hội em rất dễ thương, bạn bè em chỉ em sáng đây em không có người ngày nghỉ luôn. Ăn nhậu sáng đêm, ăn chơi sáng đêm, một buổi sáng mà gặp đến 30 mấy người. Bạn bè không? Đấy là gì? Mình chỉ có mà nhưng mà ở tiểu bang em cũng có là bạn bè à, cũng ít chị ở tiểu bang em thì em nhưng mà ở đây thì là ở đây thì đông lắm không? Ở đây là Atlanta, Houston hoặc là Las Vegas thì em có nhiều, mà những cái thành phố mà có nhiều người em chơi ấy, bạn bè em toàn những người đi nhậu mà chị. Nhưng mà ở tiểu bang em thì khoảng hơn chục người thôi. Nhưng em thấy cuộc sống em rất là dễ chịu ở điểm này. Em chỉ có ngồi cạnh nhau trên mạng xã hội thôi nha. Cúp cái máy xuống là em cuộc đời của em, là bình thường. Enjoy cuộc đời của em rất bình thường dễ thương. Mà ông chồng em ổng không có coi mạng xã hội, ổng không biết những cái gì về em, nhưng mà ổng có biết em là hay lên trên Facebook không? Chồng em biết rất rõ mọi chuyện em làm trên mạng xã hội. Nhưng mà có khuyên không? Không, không khuyên luôn. Tại vì chồng em hiểu rất rõ tính em, là không ai khuyên được em, chỉ có em tự biết em muốn làm gì. Khuyên cái gì? Bởi vì em cả chồng em đã giao kèo từ ngày xưa. Việc anh, việc em đó công việc. Em, việc em cái việc đó trên em. Mạng đó là việc kiếm tiền của em. Chồng em nói đúng một câu này. Em làm cái gì trên mạng cũng được. Em nói cái gì trên mạng cũng được. Miễn khi cúp cái điện thoại về căn nhà này, em hãy là em của bao nhiêu năm trước. Em không hỗn với chồng em mà được. Em không láo với gia đình chồng em mà được. Em chưa biết văn tục chỉ thầy với gia đình chồng em mà được. Em chỉ cần biết em ok, đúng những cái gì với con em là ok. Là hôm nay chúng ta nghe một cái buổi trò chuyện của Trang bún đậu mắm tôm. Tôi thích coi gọi Trang bún đậu mắm tôm. Đúng. Thì là mọi người biết rồi đó. Có nhiều người họ có những cái, mỗi người có một cái tánh khác nhau. Ví dụ như Nha ra ngoài Bắc đó là Nga hay đi ăn mấy cái quán mà gọi là bún chửi, cháo chửi gì đó quý vị. Vô là bà chủ bà chửi hoài luôn, mà khách vẫn đông nha. Người ta vẫn thích nghe chửi sao đó. Nhưng mà đặc biệt là những cái quán nó cực kỳ ngon. Thì ở miền Nam á thì là có người mẫu Trang Trần là nói chung là cũng được cái khét tiếng là thánh chửi đó. Chửi nhiều, nhưng mà hôm nay trò chuyện để chúng ta biết là Trang Trần là cũng là chùm VR content, nên là cũng kiếm chuyện cái câu view luôn đó quý vị. Thực tế gì? Ta chửi một thì mình kiếm chuyện lại 10. Tại vì thực tế này, em hiểu được. Có nghĩa mình là dân social media mình sẽ hiểu được. Nhưng mà chị nha, ai mà kiếm chuyện chị á, chị nhìn cái đối tượng đó là chị nói ồ, tôi không cần nhu cầu bia lại cho người đó. Tại vì khi mà mình kiếm chuyện lại với người ta là vô tình mình bia cho người ta. À không chị, chị em hiền chị Nga, chị tại vì luôn. Có thể chị không xem em. Em không bao giờ chửi lại những đứa bán hàng. Ủa gì hả? Tại vì em biết chúng nó cần em để chúng nó bán hàng. Em không bao giờ. Nên tại vì chị không xem em, chị không biết. Em sẽ có những cái câu chửi bất thủ. Những clip chửi bất thủ, những clip chửi mà người ta mang tính thương hiệu. Mà chửi mà đứa nào cũng thấy chúng nó trong đó. Cái hay của em chính là gì? Mình chửi mấy đứa ngu, mà mấy người khôn thấy mấy cái đứa ngu thì nó xung quanh người ta đông lắm. Thì sao chị? Chị đang thay lời những người bị những đứa ngu chửi. Thì sao? Chị sẽ có cái lượng khách hàng là những người thông minh. Chị chỉ cần phục vụ lượng khách hàng đấy thôi. Tại vì sao? Cái người có tiền, người ta có đầu, người ta có não, người ta đâu rảnh đi chửi ai khơi khơi. Chị thấy cái bọn không có tiền nó mới đi cào phím. Chứ người có tiền vẫn đi du lịch, ăn uống nghỉ khỏe và chút đơn. Chỉ có cái bọn không có tiền thì mua hàng cứ ngồi chửi người ta không. Em chưa bao giờ thấy người có tiền đi ngồi chửi nhau. Tại vì người có tiền người ta bận đi hưởng. Nhưng mà chị không thể nào chị bỏ qua cái bọn không có tiền được. Chúng nó chửi em mỗi ngày. Và chị mong em phải sinh ra những cái clip mỗi tuần. Để làm gì? Để nó duy trì được cái lượng chửi của chúng nó dành cho mình.
thì cũng để cho người ta chửi hoài mình luôn. Kệ chứ. Từ cứ tự động tạo nghiệp cho nhau gì đó. Không, em tạo công an việc làm cho mấy đứa thất nghiệp đấy. Bởi vì cái bọn thất nghiệp nó mới đi chửi người khác. Chị cho chúng nó ngồi bấm phím chửi chị, nó sẽ tốt đẹp hơn việc chúng nó ra đường, chúng nó đua xe cướp giật. Chị hiểu không? Đấy, chị nghĩ là tạo nghiệp, nhưng em là đang tạo phước. Vì đối với em quan điểm, tạo công việc cho bọn ngu nó ngồi chửi mình còn hơn là cho chúng nó ra đường, chúng nó cướp làng, phá xóm. Đấy cũng là một việc tốt mà chị. Còn em chưa thấy người nào bị chửi chết cả. Chỉ thấy đứa đi chửi chết đói thôi. Em hứa với chị luôn, bọn rảnh suốt ngày đi chửi ngày người kia là bọn chết đói. Còn cái người ta bị chửi, em chưa thấy nào trên mạng bị chửi mà nghèo hết đó chị. Chưa thấy nào biết trên mạng bị chửi mà bị nghèo. Chị ngẫm đi, tất cả những đứa bị chửi trên mạng xã hội mỗi ngày trên các diễn đàn đều là những đứa có tiền. Chỉ có cái bọn vô công rồi nghề mới ngồi cào phím để chửi những người đó thôi. Nhưng mà từ ngày giờ cho chị hỏi, em qua Mỹ giờ là em thấy cuộc sống ở đây em đã hòa nhập chưa và em thấy vui không? 2 tuần thấy vui luôn rồi chị. 2 tuần là thấy là đây là nơi của mình. Vậy hả? Đúng rồi chị. Thích luôn đó hả? Thích luôn. Mặc dù là ở Châu Trà thôi đó. Không, Châu Trà là đã sang chị. Tê lý xỉ. Không, ở đây vui, vui lắm. Ở đây như Việt Nam. Ừ, đây mà là... cũng may bà ở đây thì bà chắc bà nhậu mỗi ngày. Em ở, chồng em di rời từ tiểu bang này, từ Cali về Tê lý xỉ. Để cho con là vì, em, là vì em. Hắn biết là nếu như hắn còn ở Cali thì em sang đây em không khác gì Sài Gòn. Em sẽ không chăm con, em sẽ quăng con là thuê nấy nì. Em thuê người trông rồi em gửi người này, em gửi người kia. Phải mua qua Châu Trà trước khi em qua. Không, không vượt Châu Trà, trông nhà em cách Châu Trà 3 tiếng rưỡi. À. Em sang Châu Trà thì cũng không khác gì ở đây vì bạn ở em ở đấy cũng rất là đông. À, nên là chồng chỉ em có mua thật xa. Mua thật xa nơi có nhiều người Việt. Thấy tương lai gì là ổng sẽ mua về rừng cho em ở cho em bớt. Em nghĩ ông thì khi sang Hawaii luôn, biển cho em khỏi bơi vì em không biết bơi. Đâu có, Hawaii vui lắm bà nội. Thế à, em đang có lịch đi Hawaii đó. Hawaii vui lắm. Hawaii rất thế là Hawaii vui. Hawaii em thấy nhiều đảo quá mà em không biết bơi, không thích tắm biển. Du lịch bên đó đâu, mình đâu có Hawaii phải mình qua để mình tắm biển đâu. Ăn chơi rồi các kiểu bên đó mắc mỏ lắm á. Ừ. Nhà cửa thu nhập rồi cao lắm, không phải như ở đây đâu. Ở đây là còn rẻ. Hawaii là một cái nhà chút xíu thôi là đã cả 1 triệu rồi. Ồ. Mà nhà là nhà căn hộ nha, chứ không có cái được. Vấn đề là một chỗ gì? Chỗ nào mà có nhiều ăn nhậu là chồng em sẽ tránh. Tại vì em là một cái dạng là mê ăn nhậu. Thì đó tôi biết mà. Nên hắn sẽ cho em lên núi ở đấy chị. Ừ, nhưng mà chồng em có nhậu không? Không. Không. Nhưng mà nếu như mà để chồng em không thích nhậu, nhưng nhậu đô là ngang em nha. Ừ. Hai vợ chồng em mà lúc mà về Việt Nam mà về ăn Tết ấy, em vác chồng em về đi chào bạn học á chị. Ừ. Chị cũng hiểu, chào các bạn học với mình từ lớp 1 đến lớp 12 á. Là nhậu mệt luôn lắm. Mấy thằng đấy tưởng thấy chồng em trên mạng, nó chị ứ trời ơi thấy vậy không phải vậy. Mấy thằng chợ, dạ chào anh Long, dạ lần đầu tiên em học cùng lớp con trai, con này hồi bé đánh em rồi anh. À, anh ơi con này hồi bé nhìn vào em rồi anh. Anh ơi con này nó chia rẽ vợ chồng em, suốt ngày nó ngồi vào giữa này chị anh. Mách, dô chị, dô mà chồng em dô tới nóc luôn. Hai chồng em về, chồng em mang 2 thùng rượu. Mà chị tưởng tượng mà uống 4 ngày em đi cấp cứu mà chị. Uống 4 ngày và đến mùng 4 Tết vợ chồng em bay về Sài Gòn là em vào cấp cứu ngay lập tức. Trời ơi, đã biết con vợ thích nhậu rồi còn mang rượu, ông chồng này cũng dễ sợ thiệt. Tại vì chồng em biết là em không mê gì ngoài rượu. Em không, trời sinh nhật em là em chỉ có quy đổi ra rượu hoặc bia thôi. Em không nhận nước hoa, em không nhận mỹ phẩm, em không nhận quần áo, em không nhận mắt kính nhá. Em không nhận những vật phẩm mang tính chất fashion. Em sẽ nhận bằng cồn hoặc không mỗi đứa đưa 500 nghìn. Rõ ràng luôn, 2 cách bia. Em rất sạch roi bởi vì em sao? Em không nhu cầu mặc hoặc là chỉ thức hoa không chơi. Thế là chồng em mang về 2 thùng rượu. Xong mà chồng em đâu có nghĩ là em uống nhiều như vậy. Trời ơi em uống quá trời chị. Em đi lên máy bay chị, em không thở được mà chị. Trời ơi mà chồng em hay lắm nha. Biết là em có vấn đề, lập tức là mu con kiến lên hàng ghế trên nhờ tiếp viên chồng. Em xin cấp cứu mà. Chồng em không cho con kiến nhìn cảnh mẹ nó bị cấp cứu. Chồng em gọi là mặt biến sắc luôn. Ông im lặng là không la một câu chị. Ông chỉ nói là cố lên, cởi cúc áo ra, thở đi. Ông quả không giờ em quên. Và từ đấy trở đi là em giảm nhậu với chị. Mà bây giờ còn cỡ đó, chứ lúc trước chị biết cỡ nào. Ông quả. Xong rồi ông bảo là xuống máy bay, ông bảo là bây giờ em gọi dì Nhung, dì Hà, bác Dày đón một kiến này. Rồi chồng mày anh, chị tưởng cái cảm giác cái đêm của mày 14 Tết. Bệnh viện, ông chạy ngược chạy xuôi để ông lo cái việc cho mình cấp cứu. Trời ơi em nhìn em ân hận dễ sợ chị. Lần đầu tiên trong đời em thấy có lỗi với chồng em chính là lần đó. Chưa bao giờ em biết có lỗi điều gì. Cứ nghĩa mình ăn nhậu đến mức không kiểm soát để chồng mình phải lo lắng cho mình. Đây,
bây giờ là nhậu bớt là nhờ một cái vụ mà nó nặng như vậy. Giờ có vụ gì mà bà chửi quá, cái bà bị một cái vụ nặng đó, bà sợ bà hết dám chửi luôn. Không, em vẫn chửi mỗi ngày chị. Tại vì em chửi có trí tuệ chị, người chửi có trí tuệ là đâu có để chửi để người ta phốt được mình chị. Chị chửi phải dùng não, để chị không thể nào gặp vấn đề gì. Chứ mấy cái người mà chửi không có não ấy, bắt lên sửa cầm hoài đó chị. Không phải em chị, em là kinh nghiệm nhiều năm rồi. Người đã có bằng master chửi rồi chị. Master. Cái dòng tộc cũng có cái máu chửi rồi nên có người mình master rồi chị. Trời, master luôn à. Mình chỉ người ta cách chửi làm sao, ngôn ngữ cỡ nào để mà không làm gì được mình. Nó mới là quan trọng. À, đó. Nên là sau cái lần đó, chồng em về nói em một câu duy nhất. Trước lúc chồng em bay lại Mỹ cho mọi người này. Anh chưa bao giờ cấm đoán em chuyện gì. Anh cũng không bao giờ yêu cầu em nghỉ đâu. Anh chỉ nói em xảy ra vấn đề gì, em đau trước, con thiệt trước. Em xảy ra điều gì, nếu chẳng may em có đi, anh cũng có người mới. Khóc em một tuần là, một năm là cùng. Không ai khóc em cả đời. Em thiệt, anh chỉ nói thế thôi. Em nhậu thoải mái, nhưng hãy lắng nghe cơ thể mình. Có điểm dừng là cho em. Còn anh không bao giờ cấm vận em muốn làm gì em làm. Đó. Nó đau hơn là chửi không bà. Câu đó đau hơn chửi đó. Là thấm luôn. Nếu mà chửi em là em nhậu tiếp. Nhưng chồng em lại phân tích cho em biết cái thiệt hơn. Và cái điều mà chồng em đánh vào cái điều đau nhất, mà chắc chắn ông đánh đúng là con. Em đau như vậy, con em nó sao? Con em nó khóc. Con làm, em làm con sợ. Lúc mà em, con nó dịch chuyển cái ghế giữa xuống cái kia, em biết không? Mặt con nó tái dại, nó hỏi là mẹ có sao không? Em làm điều đó với con em là sao? Là em là người mẹ không có trách nhiệm, nên nhậu cũng nhậu. Có điểm dừng, anh chỉ yêu cầu vậy thôi. Thôi mà chồng em cũng hay cái chỗ là biết tánh em hay nhậu. Đúng. Từ Cali mà mua qua một cái tiểu bang khác. Mua trước 5 năm chị. Đã tính toán chưa đấy. Có nghĩa chồng em nó phải mua để mà. Đúng rồi, chị nhớ ngày xưa ông xã em, em ở Cali mà. Đúng rồi, ông xã em ở đây mà, đúng rồi. Em thấy mà. Biết tính đường cho bà Trang Trần luôn đấy. Hay gặp. Thì có nghĩa là người ta cũng phải là hiểu lắm đó. Phải cực hiểu thương. Nên là ví dụ như ở bên tiểu bang em, chồng em bảo là ví dụ những cái lúc mà chúng nó chửi em cái chuyện mà mày chết đến nơi rồi, mày chết đó, bây giờ mình đi dập to lên. Chồng em bảo gì chị? Sao nào? Chị chết phải không? Không. Vui phải không? Vui. Tuần này đi nhậu một mình đi. Con ở nhà anh đưa đi chơi. Thế là ông mừng quá chị, tung cánh cò bay bay ra nhà bà bạn, nhà anh chị rồi nấu đồ nhậu nhậu quá trời luôn. Xong chồng em ông ấy sẽ biết cứ em. Ông sẽ nhìn live stream mà chị. Ông nhìn live stream ông biết là cái đồ là mấy giờ. Gần đến giờ. Ông sẽ gọi cho bà chị em. Ủa ông không có coi mạng xã hội mà ông nhìn livestream là sao? Có nghĩa ông mới biết là hôm đó em đi nhậu. Mà để con này thì ông sẽ xem là em livestream giờ nào. Bấm ông xem. Thì ông sẽ canh được cái đô em. Ông sẽ gọi điện cho kia. Bà xã em sao giờ? Ngất chưa? Ngất chưa? Ngất chưa em có đón về? Ngất thì đón về, còn ngất thì là vẫn để lại ngồi chờ. Trời chồng em, chị ông đi chơi Atlanta đi cất hơi về. Em với băng mặt em là ngồi uống nước suối, ai nói gì thì nói. Dạ anh thông cảm em phải lái xe chở bà xã về. Chồng em rất bình tĩnh, kích cũng không được. Về Việt Nam hay em nha. Bạn bè em kích quá trời luôn. Không phải đủ. Không mà cái tính em vậy, em phải có ông chồng gì cái tính. Công nhận là mà. Ông trời sinh một cặp. Ông trời ông sinh ra giống như ông sắp đặt hết rồi. Ví dụ như hai vợ chồng đi mà không có con kiến thì ông sẽ ngồi nhậu với mình được. Nhưng mà đi có con, ông sẽ bảo không. Các mọi người cứ ăn nhậu đi, em trông con. Rồi đến giờ thôi, nào về nào. Về nào bà nội, về bà nội. Về về. Là ông sẽ xách vali. Em chào chị. Chị mộ em lắm nha. Em chào chị. Trời ơi, nghe nói là ủa chị Nga hả? Dạ. Coi như là chị coi là chị đang theo dõi em ở Cali. Mà chị đó không có tình cờ có nhận đang khẽ. Ôm cái đi. Mũi này ngờ rồi không? Thắng được Việt Nam của em nha. Ôi chị em, chị ở Việt Nam của em. Không, chị ạ. Không nên chị coi em ở Việt Nam. Xong là chị nói là về kỳ này là chị mua đồ cho em đi luôn. Trời, em bán cái này là chị mua luôn. Không, mua giá sách. Trời, rồi cái là em qua đây. Cái là em, chị theo dõi em hàng ngày luôn. Em đi chùa rồi, lít đi xa rồi. Trời ơi, không ngờ luôn. Trời, tan tuổi đi cũng hẹn tạm được rồi. Hình chứ, mình đang hẹn. Trời, không ngờ luôn. Em đó là fan đó, tiếng Nga hay đó hả? Em giỏi là rất là nhiều luôn. Em đây là một tiên chứng kiến Khánh là Khánh chửi đó, fan rất là vui thương nha quý vị. Trời ơi, cái khen này.
Mà chị có được tiểu bang này không? Ở Arizona. Arizona. Sang năm đi nha, xuân đó. Nghe nói là em có qua đó. Em có mấy đứa em. Đúng chị rồi. Chị bóng gió bạn gì từ bang này không? Coi cầm đen của em là em nói với mấy người đó là sẽ qua Arizona. Cái mùa mát mát. Đúng bạn ấy bảo là nóng lắm. Con tính nóng được. Lắm. Thế bạn ấy bảo là nó không ngờ luôn trai cái hẹn. Bao giờ chị về Việt Nam? Cũng là lâu lắm chị mới về tới. Không tới là chị giờ chị cũng mua trở hết luôn. Sao chị không nhắn? Nhắn nhân viên em là ở bên đó. Thân hai sai của đây. Hai con. Ủa? Minh em đi đâu Minh? Dẫn con đi nhảy. Ủa, con gái em hả? Gái em nè. Xinh quá vậy. Trời ơi. Trời con Trang. Nó con Trang đẹp gái. Ủa con thằng này nó nhậu dữ lắm. Trời ơi. Ủa con gái xinh quá hả? Đó là thanh lứt nữa là bé Kiến. Gặp nó em đó. Là em xin lên Minh quá vậy. Kiến rồi nè. Kiến nó đang ngồi đây nè. Leon Vũ ngồi chờ lâu quá đi rồi. Đó nữa là coi phim thôi. Em mà đi Alaska đi ghét chị á. Minh là em có đứa con đó hả? Hai đứa. Đứa nữa đâu? Con trai mười mấy tuổi ở Việt Nam á. Trời ơi sao mày cũng được quá vậy? Tính là mày cũng gieo rắc tùm lum hết trơn vậy Minh. Bé xinh quá hả? Con năm nay mấy tuổi? Con ăn gì không con nghe cho con? Con muốn ăn gì không con nghe mua cho con? À, em 4 giờ mấy chị cho mấy đứa nhỏ đi coi phim nè, em muốn cho. Em đưa nó đi nhảy rồi. Nó học ở chỗ anh Trung Thành đó. Đó, chị tính cho con cái học bữa giờ mà cho nó bớt chơi game lại đó. Đó good á. Nhưng mà bà có đam mê không? Có chứ, bà nhảy dữ lắm á. Bà nhảy dữ lắm hả? Rồi đó, bà đang ở trong búng kìa. Bây giờ nhảy, mà nhảy theo kiểu cái TikTok á, mấy cái hot trend của TikTok á. Dạ. Vô chụp hình với cô Trang, cô nghe.